Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ anh em ơi. Và ở video này thì OLED có hỏi mua Khải cái vũ khí 540 sinh lực 120 từ cái chì anh em. Cái chì đó hôm trước có người trả Khải 2,5 triệu mà Khải không bán ấy. Nên là bây giờ thì OLED cần thì ok. Với lại OLED cần cái nón 540 sinh lực lực thì ok, thì Khải bán cho OLED hai món thì vị trí nó khoảng 2,5 triệu thôi anh em. Nếu mà bán ra ngoài thì chắc chắn nó hơn 3,5 triệu. Nhưng mà OLED thì Khải bán 2,5 triệu thôi, chỗ anh em bán 2,5 triệu thôi. Ok, TikTok chung là 3,5 triệu nhưng mà bán rẻ OLED. Đó đó, mất tiêu rồi. Từ từ, mình chưa dịch đồ nè mày. Trời, đây lú. Đây rồi, chút. Đây. Hai món này mình bán cho OLED 2,5 triệu thôi. Một nón 540 dòng 1 sinh lực nội lực. Lại một vũ khí 540 nội lực sinh lực 120. Ok, hai món bán OLED 2,5 triệu thôi. Cái này phải hơn 3,5 triệu đó nè. Tại vì vừa trước cái vũ khí này có người trả Khải 2,5 triệu Khải không bán. Khải phải 3,5 triệu Khải mới bán. Nhưng mà giờ OLED cần thôi thì bán OLED 2,5 triệu cũng được nè. Đó, 21. Bán rẻ cho anh em trong ngờ một tí. Có gì sau này OLED có đồ nào ngon ngon thì bán rẻ lại một chút cũng được nè. Giao lưu là chính. Ok nè. Đó, nói chung bán lại cái tiền nè. Tại vì thu lại ít đồ bot em, tại vì mấy hôm xanh bot đó cũng được ít đồ á, thì mấy cái hiệu ứng 40 rồi này nọ thì bán được tiền em, còn mấy cái mà 30 thì cho xe thôi. Đó, hồi chiều bán được cái vũ khí 3,5 triệu, cái vũ khí 530 với lại hai món này 3,5 triệu nữa thì được gửi là 5,5 triệu rồi. Với lại đai lưng thì bán ra đai lưng 540 dùng 1,3 triệu nó được 8,5 triệu rồi, này được 8,5 triệu rồi, quá ngon. Ok anh em xem video thì đừng quên ủng hộ một like, chia sẻ ủng hộ giùm nha anh em. Khải sẽ cố gắng, nếu mà được anh em ủng hộ thì Khải sẽ tiếp tục ra đảo, tiếp tục bắt 18 thôi. Và bắt 17 thì Khải sẽ up lại trên kênh nha anh em. Và bắt 17 Khải sẽ up lại trên kênh, cái gì anh em có thể xem lại ủng hộ một like nha anh em.